Rồi, xin chào tất cả các bạn nha. Hôm nay mình đi lên An Nhất nha. Đây là thuộc về huyện Long Điền. Mình xem thấy nhiều quá trời nhiều luôn. Đó, nhiều sáo. Sáo nhiều tận tốt nha. Đây, một con nhiều tốt. Sáo đang lên nha. Đây, nhiều cánh cốc. Chà, nhiều sáo nữa. Các loại diều các bạn ơi, cánh cốc nha, sáo, có diều thẫn nữa các bạn ơi, mấy con diều thẫn nữa nha. Cốc bay ru nha. Đây, diều đại bàng, diều thấm. Diều thấm quá thậu ha. Quá xa. Ngay mặt trời luôn. Một con bạch tuộc. Đủ nhiều. Suối. Thank you.
được phấn này bay ru nha. Nhé đâu à? Nhé đâu với lại cái lèo cao à? Chích cá nữa nè. Con cá nữa nè. Tổng hợp các loại diều luôn á. Quá đẹp. Quá nắng các bạn ơi. Rồi thôi video mình quay đến đây kết thúc các bạn ơi. Cảm ơn các bạn đã theo dõi nha. Rồi xem nhớ bấm đăng ký kênh ủng hộ mình với nha. Ngay cánh đồng ăn nhất luôn, gần Đông Nam. Rồi, đây là Đông Nam, đây là Bầu Thành. Rồi, con này đã quá rồi. Rồi, chào tạm biệt các bạn nha.